Anh Tào Tháo chuyển sang thiếu Lâm Đao rồi, để em soi đồ của anh Tào Tháo nhà mình luôn. Rồi mình dạo vô kia. Đó, để coi anh Tào Tháo nhà mình mang mang đồ như thế nào nha. Tốc 30. Không có sát thương. Lắc như con chó toàn quay quay. Không, bác coi trên YouTube đi bác ơi. Hình như Facebook có đợt này nó bị sao sao bác ạ. Chứ không phải là nó lắc đâu bác. Anh em có thể chuyển qua kênh YouTube của mình nha anh em. Anh em thông cảm, Facebook đợt này nó bị lắc lắc chứ không phải là do máy của mình đâu anh em. Lúc nãy mình vào mình lấy cây để mình like mà nó lắc nên không vào nổi luôn. Anh em xem live thông cảm, thì anh em nào đang ở trên Facebook thì anh em có thể ghé vào kênh YouTube của mình LVT Official. Thì để anh em coi nha. Anh em YouTube có bị lắc không anh em? Chào bác Hồng Minh nha. Tốc 30. Còn thủ lý 23 ở ngang nhỉ. 40 15 nói chung thì thiếu Lâm thì mang phòng thủ vật lý thì sẽ rất là có cơ hội rất là cao. Ủa, chẳng lẽ hai món ta? Anh Téo cầm một cái. Chẳng lẽ hai cái đai luôn người ta? Đúng không em, nãy anh Téo cầm một cái. Facebook xem mượt mà. Không bác ơi. Lúc nãy thì nói chung hình như mạng VNPT là bị lắc hay sao? Nãy tại vì lúc nãy mà trước khi vào live thì em vào lấy cây nó lắc kinh khủng không vào nổi luôn. 21. Như vậy làm chậm 40 nè. Phòng thủ lý hai món nè. Làm chậm 30 nè. Choáng 40 nữa chưa. À đồ đà... à, bên YouTube không bị lắc hả? Rồi ok anh em nha. À choáng 40 nhẫn này mới ra lò ở mật cốc. Nhẫn này mới ra lò ở mật cốc, hình như bên băng hoàng kim nhặt được. Giá có một một chai Steam thôi. Còn cái đai lưng này nó một server, hình như hai đai giống nhau rồi ta. Thể lực 73, tí mình coi lại anh Téo coi. Rồi Tào Tháo gặp Đạt 09 anh em. Mình sẽ coi anh Tào Tháo đầu tiên. Tào Tháo gặp Đạt 09. Như vậy là hai thiếu Lâm Đao. Tí mình sẽ soi đồ của Đạt 09 nha. Tào Tháo mình soi rồi. Rồi trình BK Tào Tháo có vẻ mượt đấy. Ông này hơi lớn tuổi một tí anh em ạ. Ông Tào Tháo thì hơi lớn tuổi một tí thôi. Nhưng trình BK cũng hơi mượt đấy. Ủa chúng đao hơi bị nhiều Đạt. Chúng đao hơi bị nhiều đấy. Hay quá. Nói chung hai thiếu Lâm gì đánh mặc định rồi. Ôi như vậy Tào Tháo là bị dính hai đao. Hai lưỡi liềm vào mọi người rồi. Đôi rồi Đạt chưa lại dính rồi. Dính rồi Đạt rồi dính rồi. Em sẽ lưu tên là em phải bỏ này lên. Ôi để xem ông này tí xem nha bác. Nói chung là nếu mà những cao thủ đó lọt vào vòng trong thì chúng ta sẽ gặp lại thôi. Không có gì phải cả phải cả. Mỗi trận mình sẽ xem một cao thủ. Theo như quan sát nãy giờ thì chúng ta có thể thấy thì Tào Tháo có vẻ mượt hơn. Cây đao thì không biết có cùi hơn không, thôi để mình coi đao coi. Ồ đao có vẻ cùi, đao có vẻ Tào Tháo tốc nhanh hơn thôi. Nhưng về sát thương thì đó hay quá, Tào Tháo rồi chém nhanh quá, lợi thế có đao 30. Lợi thế đao tốc nên là chém có vẻ mượt hơn tí. Nhưng chỉ cần một tích tắc di chuyển sai lệch thôi là bị dính đa dính liềm rồi. Thiếu Lâm phải vậy thôi anh em ạ. Chỉ có Thiếu Lâm Hàng Long mới vô với dí Thiếu Lâm Đào thôi, chứ còn hai Thiếu Lâm Đào thì đánh vậy thôi. Đánh hơi mỏi tay một tí thôi. Người xem thì cũng cố gắng đưa mắt nhìn thôi. Chứ cũng không biết làm sao nữa. Chẳng lẽ hai Thiếu Lâm Lao đứng tăng với nhau. Hình như là một trận đấu có 6 phút thôi anh em ạ. Ôi dính lưỡi đao Đạt dính nhiều quá rồi. Đạt nãy giờ dính nhiều quá rồi anh em ạ. Tí mình sẽ soi đồ của Đạt 09 lại cho anh em xem. Hai Thiếu Lâm thì lại tính đam, đúng rồi bác, tính đam thôi. Theo mình thì cứ mang mua 10 bình thể lực, 15 bình thể lực vô đánh thôi. Máu không bao giờ hết. Ồ, dính đao, Đạt 09 dính đao hơi bị nhiều. Trời, né né hay quá.
Binh pháp của Gia Cát Lượng là truyền dạy cho Tào Tháo anh em. Đánh ghê quá. Hình như chưa có cao thủ nào chiến thắng luôn kìa anh em. Anh em chúng ta có thể thấy là chưa trên bảng vàng chưa hiện được cao thủ nào chiến thắng. À, Mập KK chính ông Cẩn thua rồi kìa. Xui cho ông Cẩn kìa, top 1 Thiếu Lâm đã bị loại rồi, phòng giữ xe rồi. Và do anh Mập, ông Cẩn bị ông Mập đè ra khỏi khán đài rồi anh em ạ. Một cao thủ đã lọt vào vòng trong, đó là Mập, quá Mập. Đúng rồi, chơi game nhiều quá là Mập rồi. Hay quá, di chuyển hay quá Tào Tháo ơi. Anh em trên Facebook thông cảm, anh em có thể rời sang kênh YouTube của mình nha anh em. Thông cảm cái giờ lắc quá, Facebook nó lắc quá, em chịu thôi. Binh pháp của Gia Cát Lượng. Thông cảm, hồi xưa em học Tam Quốc Diễn Nghĩa, học không có học. Đọc truyện cũng không có đọc nên là cũng không có rõ. Phim thì cũng không có coi nên là... Tào Tháo là hay đi với cái gì ta, cái... đi với ông nào ta, hình như bộ ba. Anh em chơi game Tam Quốc thì sẽ biết bộ ba Tào Tháo đi với gì ta. Đánh này có không cắn lắc nha bác, không có cắn lắc nha. Rồi như vậy là... như vậy là Facebook bị đít luôn rồi. Chào bác ông già xem like nha. Xong phim anh em. Như vậy là Facebook của mình đã bị đá khỏi like rồi anh em ạ. À, toàn rồi. Nó Facebook này trắng thật. Sao không có thằng nào ăn nhất kỷ? Hình như ai có, hình như có nhất kỷ mà ta. Có vòng này là có Tào Tháo đi với Tiêu Thuyền nè. À đúng, Tào Tháo đi với Tiêu Thuyền, đi với thằng gì nữa kìa. Nó bộ ba là, nếu mà chơi game Tam Quốc là bộ ba kích là Tào Tháo đi với ông gì ta. Thì cũng quên tên rồi. Trương Phi. Tào Tháo là em ruột của Gia Cát Lượng hả? Em bó tay. Tào Tháo ăn chắc rồi anh em ạ. Tào Tháo pha này ăn chắc rồi. Anh Quý vô địch Thiên Vương Bang rồi. Anh Quý ơi, chào bác Hải Hoàng giết nha. Tào Tháo BK mượt đúng không? Tào Tháo BK mượt. Ông này, ông Tào Tháo này hơi già một tí thôi anh em ạ. Nhưng là tay chân vẫn còn mượt lắm. Tại vì ông Tào Tháo này đầu chọc, tính đi tu mà chùa nó vào không nhận. Nên là ông phải về chơi game để tập đánh BK đó. Chứ ông Tào Tháo này đầu chọc lóc rồi. Vô chùa không có nhận. Rồi như vậy Tào Tháo thắng anh em. Như vậy là hết giờ anh em ạ. Như vậy chúng ta hết giờ là chúng ta thấy thằng điên thắng. Mina, ủ này có Mina nữa kìa. Mina thắng tí gờ lê. Ôi téo thua rồi. Téo của anh em thua rồi kìa. Lữ Bố Điêu Thuyền. À đúng. Từ Mã Ý. À, anh téo của anh em đã bị về thành dưỡng thai kìa anh em. À, gặp đúng tân trưởng môn của tháng 6 luôn. Rồi như vậy Dương Tú gặp Mập Quá Mập. Rồi hay luôn. Dương Tú thì... lợi thế hơn là có một kỹ năng trên đầu chúng ta. Đúng rồi, vẫn có một kỹ năng kháng tất cả. Như vậy là mất cái tầng vòng tân trưởng môn hết hạn rồi. Đó, hai bên rất là dè chừng nhau như. Hai bên rất là dè chừng nhau để mình lưu cái tên Mập Quá Mập này coi. Hai bên đều có cái mặt nạ event. Mà hai bên đều đã cắn nhất kỹ anh em. Hai bên đều đánh nhất kỹ. Rồi không biết cây đao nào hơn. Mình anh em thông cảm trong vòng giây lát thì mình sẽ coi hai cây đao. Rồi đao 20-33. Đó, cây đao 20-33 nhé anh em. Anh em bớt chút thời gian để mình coi hai cái đao để anh em so sánh đao nào ngon hơn. Rồi đao 20-16. Như vậy đao Dương Tú ngon hơn. Mà Mập có thêm một kỹ năng của từ rắn xa bào. Còn Dương Tú có không đây? Nhưng Tú không có.
nhưng quan trọng là BK thôi anh em ạ. Biết là lợi thế hơn kêu nhưng quan trọng là cắt BK thôi. Nó hai cầu thủ này cứ di chuyển qua di chuyển lại hay ghê ta. Chưa ai đánh trúng ai, hầu như là đánh trúng rất là ít. Đó, hèn chi mập KK thắng. Ôi, chân tôi bị trúng đau, hơi bị đau ạ, hơi bị đau ạ, hơi bị đau ạ. Hơi bị đau pha đó ạ. Hai cầu thủ rất là đáng gờm. Nửa bằng trăng đi xuyên nhau mà không trúng ai hết. Có vẻ như Dương Tú đang đang đánh tùm lum tà lừa. Nó hàng mang mặt nạ nhìn khó nhìn ghê luôn anh em ạ. Không quen. Không biết mặt nạ của ông này giống ông nào ta. Tốc 20 như nhau. Một bên thì sát thương 33, một bên sát thương 16. Một bên thì có lợi thế cộng 2 kỹ năng. Một bên thì lợi thế một cộng 1 kỹ năng thôi. Anh em muốn soi nguyên bộ đồ thì mình soi thôi. Nói chung là anh em nhiều lúc anh em muốn coi hết cái thời gian nó đánh trình BK của các cao thủ này thì mình để xem thôi. Đó, anh em dự đoán xem là cao thủ nào chiến thắng anh em. Chứ bên Facebook thì deadline rồi, chỉ còn YouTube thôi. Facebook bị deadline anh em ạ. Rồi, như vậy mập có mập dính được hai lưỡi liềm rồi mọi người rồi. Để mình cho vào góc bản đồ mình nhìn nhé anh em. Góc bản đồ mình nhìn nha. Kháng tất cả 14, trời ơi. Kháng tất cả 14. Đứng ăn quá. Phòng thủ 17. Mấy hôm nay mình soi đồ đây mà mấy ông tới đánh làm chi ta. Mấy hôm nay mình soi đồ đâu có đánh từ đó anh em ạ. Thôi tí coi đồ nè. 40, tốc di chuyển max. Thôi để coi trận đấu đi tí soi nè. Tí soi anh có mập sau nha. Ôi chúng mập quá, mập chúng hơi bị nhiều đó. Mập hơi bị nhiều đó nha. Cẩn thận nha. Không biết là bao nhiêu anh em đang xem live ta. Ồ 66 anh em xem luôn, đông dữ ta. Đó anh em nào chơi Thiếu Lâm thì anh em có thể học hai cầu thủ này để anh em muốn đi liên đấu. Để nếu mà gặp Thiếu Lâm thì anh em còn thấy Dương Tú với BK2 không? Mặc dù 6 phút thôi anh em ạ. Thời gian một hiệp đấu chỉ có 6 phút thôi. Nó hơi bị cuồng tay một tí thôi, chứ gặp mình vô nãy giờ là mình đứng im mình đánh rồi đấy, mình không di chuyển đâu. Mình chỉ quen đánh tống kim thôi, còn BK1 và 1 thì mình run tay đó. Khả năng là mập có mập thua nè, bạn thấy nãy giờ chúng hơi bị nhiều. Cầm cái đao tốc 20 mà sát thương 33 mà chém thì thôi rồi, rác lắm. Trời ơi, Dương Tú cũng bị đánh trúng rồi. Rồi mập KK trúng rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Trời ơi. Chúng hơi bị nhiều anh em ạ. Quan trọng là anh em biết được tâm lý đối phương di chuyển chỗ nào để chém trước. Đó, chúng nhiều ghê không. Trời mập chúng nhiều, hơi bị nhiều á. Mà không biết là sách vở của cao thủ nào ăn nhiều hơn thôi. Nếu mà Thiếu Lâm giai đoạn này mắc sách vở là chém hơi bị rác á. Thì cao thủ này chắc khả năng cũng 98, 97 mà ăn mát sắt vô là tăng sức mạnh vô là chém hơi bị phê á. Ông Triệu Tử Long đánh với Trương Tâm Phong. Rồi thắng luôn. Dương Tú thắng anh em ạ. Tào Tháo cũng thắng luôn. Trời ơi, Mina của tôi ơi. Mina thua Tào Tháo rồi anh em ạ. Chúng ta có đồ mập về mập có mập tại sao thua nhé anh em. Tốc 20 sát thương 16. Hắn tất cả 14. Phòng thủ lấy 17. 40. Làm chậm 40. 40 15. Làm chậm 40 là 80. 80 làm chậm. Phòng thủ lấy 9. Thể lực 9. Thể lực 7. Hắn lôi 19. Hắn tất cả 5. Giáng xa bào. Đó. Và bây giờ mình sẽ coi Dương Tú nha. Chúng ta sẽ đến tháng 8 sẽ gặp lại mập có mập. Hy vọng rằng anh tháng 8 anh sẽ trả thù được.
Thù này mà không trả thì con cháu nó khinh bác mập quá mập ạ. À. Nên là bác cố gắng tháng 8 quay lại nha. Cố gắng trau dồi kiến thức tháng 8 quay lại. Tốc 20 sát thương 33. Kháng đất cản 13, kháng băng 13. 40 kháng lôi 11. Làm phòng thủ lý 15 làm chậm 20. Thủ lý 19 làm chậm 20. Làm chậm 30. 40, 39. 30 mà đi xích thố này chứ. Thua người ta một tốc chạy, hai tốc chạy, ba tốc chạy. Nó lôi 14. Làm chậm 30. Như vậy làm chậm 30, 30 là 60. Mộc, mộc khả năng là à, cái này kích được cái này kích được phòng thủ lý 15, không thích được, không kích được làm chậm nha. Cái này kích được gì đây? Giày mộc, mộc như vậy cái này kích được làm chậm 20 nữa là 80 làm chậm, 30 60 là 80 làm chậm. Như vậy Tào Tháo gặp thằng điên. Nãy thằng điên thắng ai ta? Nãy thằng điên được lọt vào vòng trong anh em ạ. Như vậy là thằng điên được lọt vào vòng trong. Như vậy thì chúng ta coi gặp lại Tào Tháo nha anh em. Mình không bắt kịp thời gian do soi đồ, anh em thông cảm. Chúng coi coi thằng điên đồ như nào nè. Đào 20 25. À, VIP hơn tốc 30 xích thố. Tốc 29 chú dạ ngang ngửa nhau. Anh em dự đoán là Tào Tháo với thằng điên như thế nào anh em? Mina đã bại dưới Tào Tháo anh em. Thằng điên thì lúc nãy được vào là trực tiếp. Dương Tú hay quá. Vé may mắn dành cho Dương Tú. Hay quá Dương Tú ơi. Chung kết Tào Tháo gặp Dương Tú hả? Hay luôn, hay luôn. Về tốc độ di chuyển thì nếu về xét về tốc độ di chuyển kia là 30 cộng với đôi ngựa 80 là 120. Đó, 301 nè. Đây tốc độ di chuyển 100 cũng 132. Tào Tháo hơn một tốc độ di chuyển ta, hơn một tốc độ di chuyển. Nói chung là hơn một tốc độ di chuyển là né được con lưỡi liềm cũng rất là hay rồi. Đao thì Tào Tháo thua. Đao thì thua 25 sát thương điểm. Hình như Thiếu Lâm đao thì tốc 20 và 30 như nhau. Không biết là Tào Tháo đang sách vở gì chưa anh em nhỉ? Rồi, đúng rồi, nãy giờ quên mất anh em, tất cả anh em đang xem live, anh em ủng hộ mình một like nhé anh em. 66 anh em đang xem. 66 like, 66 comment luôn anh em ạ. Dự đoán thử coi là Tào Tháo hay thằng điên nha anh em. Khoảng 2 phút trôi qua rồi. Đó anh em coi cách BK anh em dự đoán nha. Đồ đạc thì chúng ta mới coi được hai vũ khí thôi. Về tốc độ di chuyển thì cũng là xem nhau. Đó. Còn Tào Tháo thì khả năng là đồ sẽ VIP hơn về phòng thủ vật lý. Thua nhất kỷ nữa. Thua một nhất kỷ trên đầu nữa. Tào Tháo không ăn nhất kỷ. Đó nên là anh em xem thử, anh em dự đoán thử nha. Anh em xem live trên YouTube, anh em dự đoán thử đi anh em ơi. Dương Tú Bri. Đúng rồi bác các quý ơi, Dương Tú Bri. À, Tân Trưởng Môn được yêu ái mà. Tân Trưởng Môn tháng 6 mà phải yêu ái cho người ta chứ. Giống như vô địch Vong Cúp thì năm sau được lọt vào ta. Được đúng nhỉ. À, đâu hình như vô địch Vong Cúp năm sau vẫn đá chứ nhỉ. Vẫn đá vòng loại với ta. Chưa ai chém chúng ai. Tào Tháo thua rồi. À. Em highlight luôn rồi. Cảm ơn bác Nguyễn Lâm nha. Chào bác Việt Phạm. À, thì thứ hình như ngày mai, ngày mốt. Ngày mốt nha, ngày mốt đến lượt em nhé bác Việt Phạm ơi. Ngày mốt là Thiên Nhẫn của em đánh Tân Minh Chủ. Năm nay mùa này cố gắng bác ạ. Lệ sầu bán ạc rồi. Mà bán cho cao thủ đại gia nữa còn không biết sao. Đại gia Hùng Ngạo Thiên. Nãy giờ hình như là mình thấy có vẻ như đao tốc 30 chém nhanh hơn người ta. Chết Tào Tháo trúng đao rồi Tào Tháo ơi. Trời trúng 3 đao nữa rồi Tào Tháo ơi. Toàn rồi ui hay quá. Hay quá Tào Tháo ơi. Ai mà tâm lý không vững mà nôn nôn náo náo là pha này chết anh em ạ.
Hai thiếu lâm mình luôn luôn nấu náo là chỉ có nước là về 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 giữ xe thôi. Hay quá, thằng điên cũng chém trúng mà Tào Tháo cũng đánh trúng, không biết đam như thế nào thôi. Khả năng đam của thằng điên mặc dù đánh chết rồi, Tào Tháo thua rồi anh em ạ. À, đao của ta thằng điên ngon hơn, với lại cộng với nhất kỹ nữa, lợi thế hơn hẳn. Bù vào Tào Tháo có phòng thủ vật lý nhiều hơn, còn không biết sao nữa nè, chưa biết, chưa biết. Cái này do máy móc tính đam thôi. Mọi điều thì nhờ vào máy móc tính đam thôi. Chứ mình thì coi nãy giờ thì thấy vẫn ngang ngang nhau. Nói sao Tào Tháo đứng im rồi? À không không, do mình đơ. Mình ngồi lâu quá mình đơ. 4 phút trôi qua rồi anh em ạ. Hồi hộp quá anh em ạ, hồi hộp quá. Quên mất mình lấy tên thằng điên rồi chứ. Hồi hộp quá nè. Úi dồi, thằng điên mình trúng quá trời kìa. Chưa biết anh em, chưa biết điều gì xảy ra như thế nào đó. Lắc hay quá. Chưa biết điều gì xảy ra như thế nào. Chưa biết điều gì xảy ra anh em ạ. Tháng này coi vẻ hấp dẫn tháng trước. Tháng trước em không có like trận Thiếu Lâm anh em ạ. Tháng trước em không có like. Tháng trước hình như ngày đầu tiên em quên hay sao, hay bận cái gì đó em không like. À, Tào Tháo chơi áp sát rồi. Chiến thuật là áp sát anh em. Thằng điên chiến thắng anh em ạ. À. Thằng điên chiến thắng rồi. Tào Tháo đã về về với Gia Cát Lượng rồi. Rồi như vậy là hiệp trận chung kết, hiệp đấu chung kết giữa hai cầu thủ thằng điên và Dương Tú đã bắt đầu. 5 giây để chuẩn bị. Rồi bút chứng phái rồi. Một đao chưa trúng. Bút tiểu Hoàng Kim cũng đã xuất hiện. Bút đại Hoàng Kim cũng đã xuất hiện anh em. Một đao thằng điên đã biến chúng. Dương Tú chưa bị chúng. Hai đao chưa chúng, chưa chúng. Đao ngắn quá, đao ngắn quá, lưỡi liềm ngắn quá. Trời ơi, Dương Tú bị chúng hai lưỡi liềm liên tục rồi. Chúng luôn, hai lưỡi liềm liên tục luôn. Đó, hai bên đều có mặt nạ, đều có nhất kỵ, đều đã mắc event Vu Lan. Hình như là thằng điên cấp cao hơn Dương Tú anh em ạ, thằng điên cấp cao hơn Dương Tú. Nhưng là Dương Tú là tân trưởng môn của tháng 6. Anh đã quen thuộc với trình BK Thiếu Lâm Đao rồi, đã gặp biết bao nhiêu cao thủ rồi. Ô, dính đao hơi bị nhiều, thằng điên hơi bị nhiều, dính hơi bị nhiều. Úi trời ơi, dính kìa, úi trời ơi. Toang rồi. Chúng ta có thể thấy được Dương Tú BK cũng khá là nhường nhịn. Đó. Ôi Dương Tú mình đánh trúng rồi, nửa máu, nửa cây. Anh em đang xem hiệp đấu chung kết của Tân Trưởng Môn tháng 7. Anh em dự đoán thử thì Dương Tú hay thằng Điên sẽ lên ngôi vị Tân Minh Chủ của tháng 7 này tại server Đại Giang Sơn của website côngthànhchiếnxưa.net anh em. Phần thưởng cho ngôi vị Tân Minh Chủ là mặt nạ kỹ năng vốn có một cấp, sẵn sử dụng 25 ngày, một bộ tinh hồng bảo thạch và kèm theo đó là 5 kim nguyên bảo. Trời, chúng hơi bị nhiều á, Dương Tú nãy giờ cũng bị chúng hơi bị nhiều á nha. Sơ sẩy là chết đó nha. Cùng bang không? Ờ, cùng bang. Chắc hai ông này đang ở trong Discord nói nhau đây. Đánh đi anh, đánh hết mình đi anh. Nhưng lúc cuối nhớ nhường em tí được rồi. Chắc không đâu anh em ạ. Ngôi vị tân trưởng môn nó thể hiện cái dự danh giá của mình, nên là hai cầu thủ này không nhường nhau đâu. Để tí mình coi đồ thằng điên coi. Coi dành trường khán cả bao nhiêu đây. Khán cả 13. Nói chung là hai dành trường khán cả ngang ngang nhau. Mà khả năng thì các cầu thủ này đều mượn đồ của những anh em trong bang để mà đánh ngôi vị Tân Minh Chủ anh em ạ. Khả năng là vậy thôi.
Trời, hai bên đều trúng như nhau. Khó dự đoán quá anh em ạ, khó dự đoán quá. 500 anh em đang xem live, anh em dự đoán thử coi là hai cầu thủ nào thì sẽ lên ngôi vị trưởng môn đây nè. Ngôi vị tân trưởng môn. Ui, có vẻ như Dương Tú trong những phút vừa qua hơi bị lơ đãng một tí. Anh em có nhận xét gì về lối đánh của hai cầu thủ không? Trời, trúng hai đao luôn. Điềm tĩnh là một phải thật điềm tĩnh anh em. Đánh hai môn phái Thiếu Lâm phải thật là điềm tĩnh. Phải biết được tâm lý đối phương di chuyển về đâu trước để mà đánh mặc định. Phải đánh lừa đối phương để mà di chuyển và đánh chém. Và chúng ta có thể thấy thì Dương Tú đang chém chặn những ý đồ của thằng điên lại không đúng như ý đồ của Dương Tú. Khó dự đoán quá anh em ạ. Mình xem nãy giờ mà không biết nên dự đoán nha. Phạm vi hiệu quả như của Thiếu Lâm Đao là 5-12. Trời ơi, Dương Tú bị đánh trúng kìa. Úi trời ơi, ngôi vị tân trưởng môn tháng 7 sắp bị cướp rồi anh em ơi. Ngôi vị tân minh chủ sắp bị cướp rồi. Sắp bị cướp vào tay của thằng điên rồi. Không, lật kèo không? Nãy giờ chắc khoảng bao nhiêu phút rồi ta? Chắc đâu đó khoảng 4 phút rồi anh em ạ. Chắc còn 2 phút nữa thôi. Trúng đao, thầy quá Dương Tú ơi. Úi trời ơi, trúng kìa. Úi trời ơi, chặn hay dữ ta. Đánh chặn hay dữ không? Như vậy thì đại hội anh hùng kết thúc. Dương Tú A+1 đã giành được chiến thắng chung cuộc lên ngôi vị võ lâm đại hội tân đại trưởng môn đại hội lần này. Như vậy thì chúng ta xin chúc mừng, vỗ tay chúc mừng cho Dương Tú. Như vậy thì anh đã vẫn giữ được ngôi vị tân trưởng môn của tháng 7 này. Chưa có ai vượt qua anh được. Quá hay luôn nè. Rồi chúng ta coi tạm đồ của thằng điên trước, rồi chúng ta sẽ coi đồ của Dương Tú nha nè. Tốc 20, sát thương 25, di chuyển thắng tất cả 13, thắng hỏa 25, 40, 19, làm chậm 40 xin được 94, tốc 30, choáng 30, thắng lôi 27, choáng 30, làm chậm 30, thắng hỏa 15, như vậy làm chậm 30 là 70, 70 làm chậm, 70 làm chậm, 60 choáng, 70 làm chậm, rồi như vậy là thua làm chậm Dương Tú rồi. Đeo trên người anh em, con ngựa đã đeo trên người rồi. Con ngựa là khán tất cả 5. Tốc độ di chuyển 100, sinh lực cộng 200. Đó, con ngựa này sao nó cùi. Nó thua xích thố máu anh em, thua xích thố máu được cái khán tất cả. 5 kim nguyên bảo và một bộ tinh hồng bảo thạch nha. Em ở Bình Phước bác ơi, cùng với bác Phèo á. Và bây giờ chúng ta sẽ được coi đồ là Dương Tú nha anh em. Tốc 20, sát thương 33 điểm. Di chuyển kháng tất cả 13, kháng băng 13, sinh lực 22. Dày tốc 30, kháng lôi 9. Đai lưng làm chậm 30, sinh lực 93. Áo phục hồi 40, kháng lôi 11. Nón phòng thủ lý 15, sinh lực 39. Bao tay phòng thủ lý 19, làm chậm 20. Những kháng lôi 14, làm chậm 30. Thắng lôi 15, nội lực 142. Như vậy là 80 làm chậm. 30, 60 với 20 là 80 làm chậm. Phòng thủ lý 19 với 15 với 13 với tất cả 5.
hạng 106. Đó, anh em thấy đồ ngỡ ngăn, đào, đào ngon. Đào quá ngon em.